Hoa hậu Myanmar bị truy nã khẩn cấp sau màn cầu cứu ở Miss Universe, thực hư như thế nào? Sáng nay 18 tháng 5, cộng đồng mạng xôn xao khi một vài tờ tin tức đưa tin chấn động. Miss Myanmar Thu Yat Quyen Luyen, đối thủ của Khánh Vân tại Miss Universe 2020, bị chính quyền Myanmar truy nã khẩn cấp. Tất cả chuyện này liên quan đến việc Thu Yat Quyen Luyen giơ cao khẩu hiệu Pray for Myanmar, tạm dịch là cầu nguyện cho Myanmar, nhạy cảm tại đêm bán kết trình diễn trang phục dân tộc ở Miss Universe. Thậm chí trang tin tức Lionheart TV cũng đã đưa tin cùng với dòng nhắn: hãy bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào. Trước đó, trong phần thi trang phục dân tộc, mỹ nhân 22 tuổi mặc trang phục đại diện cho Hakka, thủ phủ bang Jin, mang theo tấm bảng ghi dòng chữ cầu nguyện cho Myanmar. Cuối cùng cô giành được chiến thắng ở phần thi này. Điều này nằm ngoài dự đoán, vì đây chỉ là trang phục thay thế, được chuẩn bị gấp rút với sự hỗ trợ của ban tổ chức cuộc thi và cộng đồng người Myanmar tại Mỹ sau khi Thu Yat Quyen Luyen bị thất lạc hết hành lý. Nhiều người cho rằng chính thông điệp mạnh mẽ của nàng hậu giúp cô để lại ấn tượng sâu sắc đối với ban giám khảo và nhận được số điểm cao. Tuy nhiên, công chúng lại nửa tin nửa ngờ trước thông tin này. Bằng chứng là việc các bài báo có nhắc đến vấn đề truy nã Thu Yat Quyen Luyen khẩn cấp đều bắt nguồn từ một dòng tweet không được kiểm chứng trên mạng xã hội, không có bất cứ thông tin chính thức nào từ các tờ báo uy tín trên thế giới hay ở cả Myanmar đưa thông tin chính quyền Myanmar ra lệnh bắt giữ thí sinh Thu Yat Quyen Luyen. Khi tìm từ khóa Miss Myanmar hay Thu Yat Quyen Luyen trên Google theo tiếng Myanmar, các kết quả hiển thị gần nhất đều liên quan đến việc thí sinh này giành giải trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020. Ngay cả các tờ báo của nước này cũng không đề cập tới thông tin gây sốc trên. Trên thực tế, chính quyền nước này chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về phát ngôn và động thái của Hoa hậu Luyen ở Miss Universe 2020. Tờ Reuters cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, quân đội Myanmar không đưa ý kiến về phát ngôn của Thu Yat Quyen Luyen. Trên trang cá nhân, người đẹp Myanmar cũng không nhắc đến chuyện bị truy nã. Trong diễn biến mới nhất, người đẹp chiến ích chỉ cập nhật hình ảnh đang tận hưởng không khí bên bờ biển. Như vậy, thông tin Hoa hậu Myanmar bị truy nã sau lời kêu gọi ở Miss Universe vẫn chưa được xác thực rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện Thu Yat Quyen Luyen có thể gặp rắc rối sau màn cầu cứu ở Miss Universe là có thật. Chính cô cũng đã từng nhận lời mời phỏng vấn tờ New York Times, thẳng thắn thừa nhận nếu như trở về nước, cô sẽ không được an toàn. Ngoài ra, tờ báo Uno TV của Tây Ban Nha cũng cho rằng Thu Yat Quyen Luyen rất có thể sẽ bị ngồi tù nếu trở về Myanmar. Được biết, Thu Yat Quyen Luyen đã dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ gia đình những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã qua đời. Đồng thời, cô cũng kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế đối với những anh hùng đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến vì tự do của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi sẽ không quên và chúng tôi sẽ không dừng lại. Với sức mạnh và động lực mà các vị đã cho chúng tôi sẽ đấu tranh cho nền dân chủ của chúng ta, cô viết trên Instagram. Theo tờ The New York Times, thể hiện tinh thần quyết liệt trên sân khấu Miss Universe 2020. Tuy nhiên sau đó, Thu Yat Quyen Luyen đã rất sợ hãi và không biết đi đâu sau khi kết thúc cuộc thi. Dân mạng quốc tế thể hiện sự ủng hộ Thu Yat Quyen Luyen bằng cách kêu gọi bảo vệ trên mạng xã hội. Trước khi dự thi Miss Universe 2020, người đẹp chiến ích từng chia sẻ sợ có tên trong danh sách truy nã vì tham gia biểu tình. Nỗi sợ này lớn đến mức cô phải mặc đồ kín mít để tránh sự nhận ra ở sân bay Yangon lúc bay sang Mỹ. Trước đó, một hoa hậu khác của Myanmar là Han Lei, đối thủ của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand International, cũng bị quân đội phát lệnh bắt giữ vì kêu gọi sự ủng hộ từ quốc tế thông qua cuộc thi Miss Grand International vừa diễn ra tại Thái Lan vào hồi cuối tháng 3. Thu Yat Quyen Luyen sở hữu chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng 86-60-88. Cô là sinh viên khoa tiếng Anh của Đại học Yangon. Ngoài ra, cô là người mẫu, blogger về làm đẹp. Cuối tháng 12 năm 2020, Thu Yat Quyen Luyen xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàng vũ Myanmar 2020. Ngoài ra, cô còn giành 4 giải thưởng khác gồm Hoa hậu ăn ảnh, Hoa hậu có làn da đẹp nhất, Hoa hậu có nụ cười đẹp nhất và trang phục dạ hội đẹp nhất. Tại chung kết Miss Universe lần thứ 69, Thu Yat Quyen Luyen được công bố thắng giải trang phục dân tộc. Cô dừng chân ở top 21 cùng với đại diện Việt Nam là Nguyễn Trần Khánh Vân.